Đến 7 giờ sáng hôm sau, khi sương mù còn động ướt trên lối đi, ông yêu cầu tiểu đoàn trưởng đích thân cùng ông và Trung Quý Cai qua bên đồi của bộ chỉ huy chi khu Đắc Phét để tìm hiểu về sự sinh hoạt nơi đây. Khi mọi người xuống tới phi trường thì vừa lúc có hai toán lính thượng đi kích đêm trở về, mỗi toán khoảng 10 người, mà người nào trên ba lô đeo sau lưng cũng có hai đoạn tre cỡ ngón chân cái nhô lên cùng những sợi dây nhợn bằng ni lông màu xanh đậm ông yêu cầu cho hai toán kích đó dừng lại và hỏi tiểu đoàn trưởng đây có phải là những toán đi tiền đồng đêm về hay không, sau đó muốn xem những thanh tre đó. Cả toán lính thượng được lệnh để ba lô xuống đất và mỗi người đều lấy hai đoạn tre có kèm một quả lựu đạn loại phòng thủ được buộc chặt vào đó đưa cho ông xem. Tiểu đoàn trưởng giải thích đây là lựu đạn gài tự động, mỗi đêm khi đi kích bên ngoài trại mỗi người trong họ đều phải gài một số lựu đạn gài tự động ở những nơi nghi ngờ là việc cộng sẽ đi qua trùi nắp gần đó chờ kết quả nếu không có gì thì sáng hôm sau lại gỡ số lựu đạn gài tự động đó về trại đêm sau lại có các toán tuần tiểu khác đi phục kích như vậy và các đại đội cứ thay phiên liên tục theo các điểm kích do ban ba tiểu đoàn chỉ định hàng đêm ông von tỏ vẻ vừa ý gật đầu Lúc đó trời còn quá sớm không có bóng dân chúng, ngoài trừ một toán lính thứ ba đang đi gần cái cầu khỉ bắt ngang dòng sông Đắk Pô Cô, cũng mang ba lô giống như hai toán trước. Họ đang hướng về tiểu đoàn, ông đưa mắt cho tiểu đoàn trưởng với ngụ ý rất hài lòng, vì hồi hôm trong thuyết trình tiểu đoàn trưởng có cho biết, ngoài ba trung đội thường xuyên đi hành quân bên ngoài cách xa trại trong vòng bán kính mười lăm cây số thời hạn là mười lăm ngày để thăm dò và phát giác sự di chuyển của địch quân trong vùng trách nhiệm của căn cứ mỗi đêm còn có năm toán đi phục kích ở những điểm trọng yếu nay đã thấy về lại căn cứ ba toán kích đêm như vậy tức tin tưởng được là thuyết trình không nói láo khi đi qua cầu khỉ bắt ngang một nhánh của sông đặc phô cô gặp ngay một căn nhà tiền chế bỏ trống ông von thắc mắc hỏi a à, căn nhà này dùng để làm gì sao không thấy ai ở tiểu đoàn trưởng giải thích đây là ngôi nhà dùng làm chợ để buôn bán trao đổi giữa các dân làng thượng với nhau ngày thứ bảy và chủ nhật vào khoảng mười giờ sáng mới có phiên chợ hoặc mỗi lần có caribou hay chi tiếp tế thực phẩm tươi cho bên trại hoặc chi khu thì nhà thầu người Hoa Kiều cũng có chở thêm một số hàng hóa riêng gọi là hàng chạp phô, gồm mà các nhu yếu phẩm mà dân làng ưa thích để bán cho họ. Sau khi lên đến đồi của chi khu và nghe đại quý chi khu trưởng Đắc phép trình bày về tình hình của chi khu xong, ông cho lệnh trở về bộ chỉ huy tiểu đoàn, nói đôi lời khen ngợi với tiểu đoàn trưởng rồi mang đầu ngủ lên trực thăng trở về Pleiku hai tuần sau lại có một trực thăng loại CNC xin đáp xuống căn cứ cũng khoảng 7 giờ tối. Bước ra là một sĩ quan to bụng, khi đến gần mới nhìn rõ đeo ba sao trên cổ áo. Theo sau là một anh lính đeo ba lô và khệ nệ mang theo đồ ngủ. Đó là Trung tướng Ngô Du, tư lệnh quân đoàn 2 và quân khu 2 trung tướng cho biết là ông van khen tiểu đoàn này phòng thủ rất tốt và khuyên trung tướng nên ngủ qua đêm tại đây cho biết sự tình trực thăng lại cất cánh bay lên đêm đó là một đêm rằm sương mù tuy khá nhiều nhưng vần trăng cũng rất sáng sau khi nghe thuyết trình xong Trung tướng Du cho lệnh tiểu đoàn trưởng lên máy siêu tần số thông báo về trung tâm hành quân của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 là Mặt trời đang ở với tiểu đoàn đắc phép cho lệnh cho Đại tá Bình, tức Lê Quang Bình, tham mưu trưởng Quân đoàn 2 tập trung mọi phương tiện yểm trợ đắc phép nếu có biến trong đêm nay ông còn dặn dò rất kỹ là phải ngụy hóa khi nói chuyện trên hệ thống vô tuyến đêm đó trung tướng cùng tiểu đoàn trưởng đi lòng vòng chung quanh ngọn đồi của bộ chỉ huy vừa đi trung tướng vừa nói chuyện về tình hình mặt trận cao nguyên càng ngày càng nặng nề ta sẽ phải đánh giặc theo kiểu nhà nghèo nên khuyên phải tiết kiệm đạn dược Đồng thời ông cũng khuyên là cần khuyến khích các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ người kinh trong căn cứ nên đem vợ con lên sinh sống trong trại để họ vững lòng chiến đấu hơn. Lúc đó tiểu đoàn trưởng mang ống nhắm dạ tinh viễn kính đưa cho trung tướng ngắm nhìn từng bụi cây ngọn cỏ đang lay động nhẹ nhẹ theo chiều gió ở phía ngoài căn cứ xa hàng trăm thước, làm ông ta rất hài lòng. Đến khuya sương xuống khá nhiều ông mới chịu vào giường ngủ, Khoảng quá 8 giờ sáng hôm sau, chiếc CNC trở lại trước Trung tướng Du về lại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 ở Pleiku. Theo sự suy đoán của Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn thì ông John Paul Van trích khoái Tiểu đoàn 88. Chắc thế nào ông cũng cho B-52 nện trên đầu giặc cộng mà giải tỏa cho đắc phép, cho nên trong lòng ai nấy cũng đều có sự vui mừng. Địch kêu gọi đầu hàng Trở lại tình hình hiện tại thì đến gần 9 giờ đêm ngày N2, chúng lại pháo kích chừng trăm quả rồi ngưng, và khoảng 11 giờ khuya lại hò hét tấn công cũng ở các hướng tấn công cũ. Dường như chúng chỉ đánh cầm chừng vì sự xung phong quyết liệt như hai lần trước thì không bằng. Đến gần 3 giờ sáng thì tiếng pháo kích và tiếng súng im bạc, chúng bò gần hàng rào và bắt đầu đánh tâm lý chiến. Lần đầu tiên là những giọng nữ miền Bắc dùng lo cầm tay khuyên binh lính ngụy nên bỏ súng đầu hàng. Hết giọng nữ ra rã này đến giọng nữ ra rã khác với đại ý chửi bới thiệu kỳ ngụy quân ngụy quyền rồi lại cho biết là đã vây chặt vùng đắc phét trước sau gì căn cứ cũng phải tất thủ nếu đầu hàng sớm thì sẽ được chính sách khoan hồng của cách mạng tha thứ đắc phét bây giờ như là một ốc đảo bị bỏ quên cách mạng sẽ chiếm lấy công tâm trong nay mai thì cái ốc đảo nhỏ bé này sẽ chẳng còn ai tiếp tế tiếp viện nữa đâu hai căn cứ đắc xin tức tiểu đoàn chín mươi biệt động quân biên phòng và căn cứ benhét tức tiểu đoàn 95 biệt động quân biên phòng cũng sẽ bị làm cỏ trong những ngày gần đây. Những lời kêu gọi đầu hàng của bọn chúng cứ theo chiều gió đưa tới, nhưng cũng không đáng ngại bởi vì lính thượng thì không rành tiếng Việt, nhất là giọng Bắc vùng Thanh Nghệ tỉnh rất khó nghe. Còn số người kinh dù cho có nghe cũng chẳng hề nao núng chỉ mỉm cười cho những lời láo khoét của bọn chúng mà thôi. Nhưng đến gần 5 giờ sáng có giọng của Trung Sĩ Thanh là một trong sáu Trung Sĩ biệt phái làm cố vấn ở các làng thượng, kêu gọi với những lời lẽ năng nỉ đại khái như sau. Đại quý Nguyễn Thanh Vân, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 88, biệt động quân biên phòng Đắc Phép, nên vuông súng đầu hàng đi sẽ được cách mạng khoan hồng. Năm hạ sĩ quan biệt phái ở các làng khác vì không chịu đầu hàng nên đã bị giết, còn tôi chịu đầu hàng nên được tiếp tải rất tốt. Đại quý nên nghe lời chân thật của tôi mà đầu hàng đi. Quân giải phóng đã vây chặt Đắc Phép rồi, trước sau gì cũng thua, nên đầu hàng để cứu lấy mạng sống của mình mà còn có ngày về với vợ con xin mở ngoặc trung sĩ thanh không biết tiểu đoàn trưởng đã được vinh thăng thiếu tá nên vẫn gọi là đại úy xin đóng ngoặc lời kêu gọi này làm bộ chỉ huy tiểu đoàn rất đau lòng vì như vậy là sáu trung sĩ biệt phái theo lệnh của chuẩn tướng lâm sơn nay không hy vọng gì có người thoát nạn bọn chúng và trung sĩ thanh thay phiên nhau tiếp tục kêu gọi đến gần sáu giờ sáng lại pháo kích thêm một đợt nữa rồi mới im lặng ngày n ba cũng không thấy phi cơ nào xuất hiện các xác chết cũng bắt đầu sình thối tiểu đoàn lại nhận được một công điện hỏa tốc đánh bằng bạch văn lệnh của quân đoàn nếu địch tràn ngập phá hủy vũ khí nặng đốt kho lương thực rút lui về hướng quảng ngãi hết đây là công điện của bộ chỉ huy biệt động quân quân khu hai như vậy là xong ốc đảo đắc Phép này đã bị bỏ rơi thật sự rồi trong điện chỉ có sĩ quan truyền tin và tiểu đoàn trưởng biết mà thôi, không cho phổ biến đến người thứ ba. Bởi vì từ Đắc Phết đi về hướng Quảng Ngãi núi cao chấn chở trên 1.000 mét và đường chim bay từ đây đến đó cũng trên 100 km làm sao đi nổi. Thà chết tại đây còn hơn là chết dọc đường rừng già về Quảng Ngãi, cho nên tiểu đoàn trưởng quyết định tử thủ cho tới giọt máu cuối cùng và cũng không phổ biến công điện hỏa tốc này để binh sĩ khỏi bị hoang mang và mất tinh thần chiến đấu. Trưa hôm đó, sau một đợt pháo kích chừng vài trăm quả của giặc cộng vào căn cứ, có một hỏa tiễn 122 ly bay ngang qua hầm chỉ huy của tiểu đoàn trưởng, và may mắn là lọt súng thung lũng gần đó trồi mới nổ, làm băng mất mấy lớp hàng rào kẽm gai. Nếu trời trúng hầm thì chắc chắn là sẽ tiêu hết máy móc truyền tin liên lạc về Pleiku. Phi cơ lạ cứu tinh, vừa lúc đó ta lại nghe có tiếng phi cơ lạ từ xa vẳng tới bỗng đâu có thượng sĩ bản trung đội phó trinh sát của tiểu đoàn đến gặp tiểu đoàn trưởng cho biết một cách tổng quát như sau tiếng phi cơ đó là loại phi cơ mohawk đi kiểm soát các máy sensor phóng dọc đường mòn hồ chí minh theo kế hoạch mcnamara để tìm hiểu về sự di chuyển của địch quân Khoảng hai ba tuần, có khi là cả tháng một lần, loại mò hót này dường như xuất phát từ Thái Lan hoặc Campuchia, bay dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh để kiểm soát hệ thống sensor như đã nói. Hồi còn toán lực lượng đặc biệt Mỹ, chiếc mò này khi bay lại gần trại thường vô tần số của trại để hỏi han tin tức với những người Mỹ ở đây. Lúc đó Thượng sĩ Bản chỉ là một dân sự chiến đấu, mang máy cho toán lực lượng đặc biệt Mỹ bản nhờ có sự lanh lợi và nói tiếng Mỹ rất giỏi nên nhiều lần cũng thay sĩ quan truyền tin của toán Mỹ trả lời với những người phi công của Mohawk. Triết rồi thành quen tiếng nhau và thường cho nhau tần số riêng để đấu láo. Đến khi trại dân sự chiến đấu này được cải tuyển sang biệt động quân, anh bản được cải tuyển thành thượng sĩ làm trung đội phó trung đội trinh sát. Chiếc Mohawk này thỉnh thoảng cũng có bay ngang, nhưng họ không còn liên lạc với nhau nữa. Bây giờ thượng sĩ bản xin phép tiểu đoàn trưởng cho y đổi sang tần số mà thời gian khá lâu trước đây y đã từng liên lạc với Mohawk. Nếu nó không đổi tần số khác thì may ra ta có thể nhờ nó bay ngang căn cứ quan sát xem việc cộng đang vây hãm nhiều hay ít và nhờ nó giúp đỡ được đến đâu hay đến đó. Thế là thượng sĩ bản được lệnh và chuyển từ tần số này sang nhiều tần số khác. Một hồi lâu mới nghe tiếng Mỹ trả lời, chừng đó hai bên nhận ra tiếng nhau và thượng sĩ bản báo cáo tình hình bị bao vây của đắc pét nhờ nó bay ngang để quan sát một lúc sau máy bay mohawk xuất hiện bay nhiều vòng trên vùng đắc pét và cho thượng sĩ bản biết là chung quanh trại việc cộng đào hầm hố rất nhiều và còn mới nó hứa là ngày mai sẽ có máy bay quan sát lên vùng để quan sát tiếp theo sự suy đoán của bản, thì anh phi công mô hót này không biết là toán lực lượng đặc biệt Mỹ ở trại này đã rút đi hết. Theo như kế hoạch của Việt Nam hóa chiến tranh của Tổng thống Nixon đề ra, giả sử mà hắn có hỏi bản cũng chỉ sẽ tìm cách trả lời ổn ờ à để hắn tưởng là vẫn còn có toán Mỹ ở đây để xin yểm trợ. Khoảng 3 giờ chiều lại có một chầu pháo kích nữa. Sau đó thì Trung Sĩ Nhất Đức đến xin phép dùng TNT cưa mấy tấm bị sắt loại lót phi trường để làm hầm ngủ cá nhân cho tiểu đoàn trưởng. Sở dĩ anh Đức muốn làm như thế là vì hôm qua chính anh nhìn thấy hỏa tiễn 122 ly do việc cộng pháo kích bay ngang hầm chỉ huy của tiểu đoàn trưởng và truyền tin. Bản nhất mà có loại hỏa tiễn 122 ly xuyên phá trước trên nắp hầm thì sẽ xuyên hết các lớp bao cát trên đó rồi chui vào bên trong mới phát nổ. Thì còn gì hầm truyền tin và máy móc liên lạc với Pleiku? cũng phải nói rõ hơn là phòng ngủ của tiểu đoàn trưởng liền với hầm chỉ huy và truyền tin do lực lượng đặc biệt Mỹ xây rất kiên cố. Trên nóc hầm chất đến hàng chục lớp bao cát, chung quanh đều có tường gạch và vĩ sắt ngăn chặn. Ước lượng nếu có một quả đạn pháo binh 105 ly nổ trên nóc hầm thì cũng không chọc thủng được phía dưới, chỉ sợ loại đạn xuyên phá mà thôi gần đây thì giặc cộng lại có loại hỏa tiễn 122 ly xuyên phá, vì thế mà Trung sĩ Nhất Đức muốn làm thêm một cái hầm nhỏ bằng vĩ sắt gần sát mặt đất, trên chất vài lớp bao cát, để làm nơi ngủ và làm việc của tiểu đoàn trưởng và để máy truyền tin dự phòng. Như thế thì may ra mới tránh được hỏa tiễn xuyên phá 122 ly như đã nói trên. Căn hầm nhỏ này không ngờ lại là chỗ ngủ của tiểu đoàn trưởng trong suốt hơn 50 ngày đêm sau đó, vì căn cứ vẫn bị địch bao vây và pháo kích liên tục. Nhưng cũng may là trong suốt thời gian đó, tuy hỏa tiễn 122 ly của địch rớt vào căn cứ khá nhiều nhưng không có trái nào rơi trúng hầm chỉ huy này cả. Thật cảm ơn Trung Sĩ Nhất Đức vô cùng. Sự cảm ơn này với tấm lòng chân thật của tiểu đoàn trưởng trước linh hồn của Trung Sĩ Nhất Đức vì sau đó vài ngày anh bị trúng đạn pháo kích lìa đời bỏ lại người vợ trẻ cưới nhau chưa đầy năm và cái bào thai đang tượng hình hài bởi dòng máu trung hậu của anh khoảng 10 giờ đêm hôm đó, sau một loạt pháo kích chúng lại tấn công, lần này có phần tấn công dữ dội hơn đêm qua. Theo dự đoán tức là chúng đã được tiếp viện thêm người, thêm vũ khí đạn dược và quyết tâm phải chiếm cho bằng được căn cứ này. Cũng may là lúc đó có tiếng phi cơ lên vùng, đến gần mới biết là loại phi cơ C-130 Spector, có trang bị đại bác Bosphor và đại liên M-60 sau khi liên lạc với tiểu đoàn để xin hướng dẫn cho nó bắn đại bác vào những nơi trọng yếu, thấy là Spector vừa thả trái sáng trực trời vừa tác xạ theo hướng do tiểu đoàn hướng dẫn. loại phi cơ này do mỹ lái và bắn rất chính xác. có lúc đại bác nổ gần sát giao thông hào của đại đội ba, vì việc cộng đang xung phong lên đó, đại liên M60 trên phi cơ cũng nổ giòn tan. Tiểu đoàn dùng siêu tần số hỏi về trung tâm hành quân bộ chỉ huy biệt động quân quân khu 2, có phải nơi đây cho Spector yểm trợ đắc phết không thì được trả lời là không. Bộ chỉ huy biệt động quân quân khu 2 lại hỏi lên trung tâm hành quân của quân đoàn 2 cũng được trả lời là không nấu. Mọi người suy nghĩ chắc đây là do ông Van giúp cho ta cũng không biết chừng loại C-130 Spectre này dường như Mỹ không có trang bị cho Việt Nam, và hiện giờ thì quân đội Mỹ cũng đã trút đi hết rồi. Vậy thì Spectre này từ đâu tới? Từ Thái Lan chăng? Hay là từ ngoài để thất hạm đội bay vào? Thôi thì từ đâu tới cũng được, nó bắn rất khẩu hiệu và chính xác, lây quần trên đầu ta gần 3 giờ mới từ giả trời vùng, nhưng lại cho biết là sẽ có chiếc khác thay thế quả nhiên chiếc thứ hai lại đến và trút hết đặng đại bác đặng em sáu mươi cùng hỏa châu cho đến năm giờ sáng mới bay đi nhờ có thượng sĩ bản khỏe mạnh lanh lẹ lại rành việc điều động hướng tác xạ cho spector mà thay thế tiểu đoàn trưởng vì vậy mà ông ta ngủ được một giấc dài đến bảy giờ sáng bù lại ba đêm thức trắng vừa qua binh sĩ lục xoát quanh đồi đại đội ba và tiền đồn lại gặp nhiều vết máu và thêm ba xác chết banh ruột gan và tứ chi văn tứ tung có lẽ spectre bắn chính xác và liên tục nên bọn chuột không kéo hết thay của đồng đội chúng đi được ngày anh n bốn các xác chết của ta cũng như của địch chết trong mấy ngày trước đã dậy mùi mà trực thăng tản thương cũng không thấy sau một đợt pháo kích khá nhiều vào buổi sáng sớm tiểu đoàn trưởng ra lệnh chôn các xác chết của việt cộng phải đào đất ngay tại chỗ mà vùi dập năm bảy xác vào một hố binh sĩ vừa đào hố chung việt cộng vừa lắng nghe tiếng rầy pha của các loại súng cối pháo kích của việt cộng để kịp thời chạy vào hầm núp Đến khoảng 10 giờ sáng thì có phi cơ lên vùng, lần này là phi cơ quan sát L-20 cũng do Mỹ lái. Thượng sĩ bản liên lạc cho biết là do chiếc Mohawk khi trở về căn cứ của họ đã trình sinh thượng cấp cho chiếc phi cơ quan sát này lên bao vùng giúp cho Đắc Phép. Chiếc L-20 cho biết là việc cộng đào hầm hố chung quanh rất nhiều và cũng có nhiều hầm đào sát dưới chân đồi về phía Tây, tức là dưới chân đồi của đại đội 3 và tiền đồng của đại đội này chiếc L-20 lại bị đạn phòng không bắn lên. Phi công cho biết là sẽ kêu phi tuần Thunder Chip lên vùng. Hơn một giờ sau, hai chiếc chiến đấu cơ Thunder Chip xuất hiện và oanh tạc theo sự hướng dẫn của L-20. Binh sĩ và kể cả gia đình đứng trên nóc hầm vừa xem hai chiếc chiến đấu cơ này bỏ bom vừa vỗ tay tán thưởng khoái chí. Chiếc NL-20 này rời vùng lại có chiếc khác và các máy bay oanh tạc này hết bom thì bay đi, lại có hai chiếc khác bay tới thi hành tiếp nhiệm vụ. Họ bỏ bom hết gốc rừng này đến hốc núi khác chung quanh đất Phét trong thật sướng mắt. Đạn phòng không cố Việt Cộng thỉnh thoảng lại bắn lên, càng làm chọc tức thêm khiến các phi công Mỹ càng hang hái, kêu nhau thay phiên bỏ bom lên đầu bọn chúng. Vì vậy mà suốt ngày hôm đó, đến 5-6 giờ chiều không có biết bao nhiêu là phi tuần chùa oanh kích các hầm hố Việt Cộng, trong khi đó ta chỉ đứng nhìn bổ tay tán thưởng mà thôi. Đến đêm thì Spector lại xuất hiện bỏ trái sáng và bắn đại bác đại liên chung quanh hàng rào của căn cứ gần như suốt đêm. Bọn Việt Cộng lại bắn đạn phòng không lên Spectre và đại liên trên Spectre bắn xuống. Hai luồng đạn lửa đỏ lòm bắn lên bắn xuống giống như hình ảnh đấu phép thời phong thần diễn nghĩa trong rất ngoạn mục. Nhờ thượng sĩ bản thay thế trực máy liên lạc với Spectre mà tiểu đoàn trưởng cùng một số sĩ quan khác lợi dụng để ngủ qua đêm dưỡng sức nữa còn lính thượng cũng khoái chí đào hố chôn xác vẹm dưới ánh hỏa châu sáng rực của Spector thả liên tục suốt đêm hai xác chết của thiếu quý hà và thượng sĩ nê cùng mười mấy binh sĩ tử thương được đào lỗ chôn thành mười mấy ngôi mộ nơi sân tập họp xác chân đồi của bộ chỉ huy tiểu đoàn đành bậy thôi vì trực thăng tản thương không có mà xác của họ đã bắt đầu trương sình thối rửa Tất cả những chiến sĩ căn trường này họ đã đền ơn tổ quốc một cách oanh liệt, nhưng không ai có được một chiếc quan tài, một vòng hoa, một điệu kèn đưa tiễn, mà chỉ có gói vào phong su vùi nông một nắm, nơi đất núi cằn khô, trên cao độ gần 700 mét trong lúc ban đêm. Ôi, một kiếp con người! Từ đây, vợ con của Thượng Sĩ Nê và cha mẹ của Thiếu Quý Hà sẽ không còn nhìn thấy mặt hai anh nữa, có còn chăng trong giấc chim bao. Giả dụ, ngay đợt tấn công đầu tiên đó, tiểu đoàn trưởng chạy ra giao thông hào cùng một hướng với Thiếu Nguy Hà thì giờ này chắc cũng phải nằm dưới ngôi mộ bên cạnh các anh rồi. Thôi thì sống gửi thác về các bụi hoàng các bụi, xin các bạn hãy yên nghỉ ngàn thu. Kể cả hơn trăm xác chết của cán binh Việt Cộng kia, các bạn đã hy sinh và chết cho một chủ nghĩa ngoại lai phi nhân bản mà nào các bạn có hiểu biết được đâu. Các bạn mới thật là những người đáng tội nghiệp vô cùng. Thôi thì cũng xin được an nghỉ ngàn thu vậy. Sáng sớm ngày N5 lại một đợt pháo kích vào căn cứ hàng mấy trăm quả vài binh sĩ bị thương nhẹ nhờ thiếu quý trợ y Nguyễn Tú cùng trung sĩ nhất hòa y tá là những người tận tụy với nhiệm vụ lại mát tay chữa trị cho nên các thương binh đều lần lần bình phục và tiếp tục chiến đấu sống còn trong những ngày sắp tới. Sau đợt pháo kích nêu trên, lúc gần 10 giờ sáng, NL-20 lại xuất hiện, rồi các phi tuần của Mỹ lại đến bỏ bom chung quanh đắc phép. Bọn chuột lại bắn phòng không lên và những trận bom trút xuống, cho đến trời chiều bản lãng bóng hoàng hôn mới chấm dứt. Ban đêm lại có Spectre lên vùng gần như suốt đêm, bà ta lại có một giấc ngủ dưỡng sức tuy có lúc chập chờn nhưng có được ngủ như vậy còn hơn không. Ngày n sáu ta lại ăn sáng bằng hàng trăm quả pháo kích. Đến hơn 10 giờ trưa thì L20 chùa lại lên vùng và phi tuần chùa cũng xuất hiện việt cộng hôm nay nấp rất kỹ và không bắn lên máy bay nữa hai phi tuần vẫn trút bom vào những điểm nghi ngờ hầm hố kiên cố của lũ chuột cộng nô bằng loại napalm hai phi tuần buổi chiều trước khi goodbye đã cho biết là họ đã rải bom bi ở cánh rừng phía tây của căn cứ loại bom bi này được rải hàng ngàn quả trên mặt đất mà không nổ cứ nằm yên đó trong thời gian dài nếu chân ta đụng phải nó thì bị nổ mà tiêu đời nào ngờ đâu chiếc NL-20 và các phi tuần chùa đó coi như chấm dứt lên vùng yểm trợ Đắc Phép nữa rồi. Từ đây trở đi là ta phải tự lực cánh sinh, mà quần thảo với giặc cộng. Đêm hôm đó, Spector cũng lên vùng và bọn chuột lại không đấu phép với Spector nữa, tức là không bắn đạn phòng không lên. Spector cũng đành phải trút hết đạn rồi bay về, và chiếc thứ hai lại đến và cũng làm như vậy. Ngày N7 chầu pháo kích ăn sáng với hàng trăm quả đủ loại vẫn rơi vào căn cứ sau đó thì im rồi lại pháo kích có khi một loạt vài chục quả có khi vài quả tức là quấy rối ta không lúc nào yên rồi đến trưa đến chiều không thấy anh l hai mươi chùa và phi tuần chùa nữa nhưng mà tinh thần binh sĩ không nao núng trong mấy ngày qua nhờ các máy bay chùa yểm trợ địch không dám pháo kích vào căn cứ ta lợi dụng vào lúc đó mà xuất kho phát gạo muối lương khô đầy đủ cho binh sĩ. họ còn bò xuống suối tắm rửa lấy nước dự trữ, củng cố hầm hố để sẵn sàng chơi tiếp. đến khoảng chín mười giờ đêm cũng không có Spector lên vùng địch lại pháo kích khá nhiều. bỗng nghe văng vẳng có tiếng phi cơ loại phản lực bay rất cao và có tiếng phi công Mỹ gọi xuống căn cứ báo cho biết. Có một tọa độ mà ngay bây giờ họ sẽ trút bom xuống, còn hai tọa độ nữa họ cũng sẽ trút bom xuống. Một cái lúc một giờ khuya và một cái lúc ba giờ sáng, họ yêu cầu bộ chỉ huy tiểu đoàn xem lại các tọa độ đó có quá gần căn cứ không, nếu họ dội bom vào đó có gây nguy hại về phía quân bạn và dân làng hay không sau khi dò xem trên bản đồ ta thấy đó là những điểm cách xa căn cứ từ một cây số rưỡi trở lên rất an toàn cho quân bạn rồi họ cũng yêu cầu ta cho thêm mươi tọa độ nữa để họ tùy nghi dội bom vào những ngày sau mà không cần báo cho ta biết trước lập tức ta cho họ những tọa độ cách xa căn cứ khoảng một cây số để họ tự do oanh kích bất cứ lúc nào. Những tọa độ này là các nơi có ngã ba suối hoặc có bãi đất trống có làng cũ bỏ hoang vân vân mà ta nghi ngờ là có thể địch quân tập trung hoặc ẩn náu nơi đây. Việc oanh kích này người phi công Mỹ gọi là những điểm sky spot. Nó tương tự như những điểm pháo binh quấy rối mà ta thường ngụy hóa là mở quán rượu khi đóng quân đêm trong vùng địch tức là các tiểu đoàn biệt động quân khi đi hành quân thường ngủ đêm trong vùng địch họ luôn luôn liên lạc với pháo binh để mở những quán rượu kiểu này có nghĩa là chấm những tọa độ nghi ngờ ban đêm địch có thể tập trung tấn công vào vị trí đóng quân của ta rồi gửi những tọa độ nghi ngờ đó cho pháo binh để bắn vào đó tùy theo giờ giấc ấn định Chẳng hạn như điểm quấy rối A quán rượu A pháo binh sẽ tập trung bắn vào lúc 12 giờ khuya, điểm quấy rối B tức quán rượu B bắn lúc 2 giờ sáng, điểm C bắn lúc 3 giờ sáng vân vân, dùng những điểm quấy rối như thế sẽ làm cho địch không biết đâu mà ngờ, cho nên ban đêm địch muốn tập kích vào nơi đóng quân giả chiến của ta chúng cũng rất e dè. Nếu lỡ nhầm ngay quán rượu của ta mà tập trung quân lại nhầm đúng giờ pháo binh tác xạ thì lãnh đủ vậy. Nay nhờ những điểm Sky Spot này mà hàng đêm các phản lực chiến đấu cơ của Mỹ có khi oanh kích dâm điểm có khi vài ba nơi và oanh kích như thế liên tục cả tuần lễ cũng làm ấm lòng mọi người trong căn cứ siết bao. Ngày N8, ban ngày ba bữa ăn chính bằng đạn pháo tổng cộng vài trăm quả đủ loại và vài lần pháo lẻ tẻ vài mươi quả, nghe đạn pháo kích nổ mãi rồi cũng quen tai hãy có tiếng đề pha thì lính ta chạy vào hầm gần đó ẩn nấp nổ xong thì lại tiếp tục làm việc hoặc đi lại ngoài trời ban đêm biết ta không còn có spectre lên vùng nữa thì các vẹm cái lại bắt lo kêu gọi đầu hàng không biết mấy con vẹm cái này sinh ở tỉnh nào của miền bắc điêu tàn mà cứ kêu sĩ quan hạ sĩ quan và binh sĩ hãy bỏ súng đàn xuống đầu hàng đi sẽ được cách màng khoan hồng Mẹ làm gì có đạn ở đây mà kêu bỏ? Một anh lính kinh trẻ chửi động như thế. Viên thiếu quý trưởng ban năm tiểu đoàn vốn là người bắt giải thích. <laughs> Chắc hẳn các cô này là người dùng nghệ tỉnh. Giọng nói rất khó nghe. Những chữ có dấu nặng họ nói thành dấu quyền. Đây là súng đạn họ nói thành súng đạn nghe thiếu quý đức trưởng ban năm của tiểu đoàn giải thích cho người lính trẻ thiếu tá tiểu đoàn trưởng trong hầm truyền tin mỉm cười sực nhớ có lần đọc được một bài báo nói về hai câu thơ kiều giang hồ quen thói vẫy vùng gươm đàn nửa gánh non sông một chèo đây là hai câu thơ nói về từ hải trong báo giải thích đại khái dùng chữ quen thói ở đây là làm ô trọc đi cái hình ảnh anh hùng tráng chí của từ hải thói là để chỉ những thói quen xấu xa như quen thói cờ bạc, quen thói trụ chè, quen thói điểm đàn. Chứ Từ Hải là một bậc anh hùng đâu phải là những phường đầu đường xó chợ mà dùng chữ thói như thế. Ở đây là giang hồ quen thú vĩ vùng, tam sao thất bản thành quen thói, làm nhẹ thể đi các anh hùng đội trời đạp đất của họ từ. Còn câu dưới là gom đạn chứ không phải gom đàn, tác giả trong bài báo giải thích là ở vùng Nghệ Tĩnh có một loại cung bắn bằng viên đạn thay vì bắn bằng mũi tên, người ta gọi đó là cung đạn, nhưng người vùng đó khi nói chữ có dấu nặng thành dấu huyền, cho nên cung đạn thành cung đàn. Ở câu kiều này có ý mô tả từ hải trên vai mang cung bắn bằng đạn và một tay cầm gươm săn bằng những nỗi bất công của trò đời. Nguyễn Du vốn là người nghệ tỉnh nên viết là gươm đạn, khi những người ở xứ khác đến vùng này nghe dân địa phương nhâm kiều thì tưởng là gươm đàn. Sự giải thích của tác giả trong tờ báo đó về câu trên thì có thể cho là đúng, nhưng câu gươm đàn này lúc đó học thì vẫn chưa cho là hợp lý lắm vì người đọc là dân miền Nam chưa từng sống ở vùng nghệ tỉnh. Còn giải thích theo kiểu từ hải là trăng anh hùng tài tử một tay cầm gươm một tay gãy đàn mà đi đoạt thành phá lũy, thì cũng có phần kiên cưỡng đó chăng, nghe không thấu tình đạt lý chút nào. Có lẽ sự mỉm cười nói trên là điều khoái chí khi nghe chính các câu vẹm người nghệ tỉnh nói đến hai chữ súng đàn này mà liên tưởng đến hai chữ gươm đàn kia vậy tiếp theo mấy giọng vẹm cái kêu đầu hàng lại đến tiếng nói của trung sĩ thanh cũng kêu gọi đầu hàng tiếng của anh ta lần này có giọng hơi khàn vì cảm lạnh chắc chắn là anh ta bị tra tấn rất nhiều các đồng đội người kinh trong trại đang rơi nước mắt thương cho số phận của anh nhưng rồi chợt nghĩ đến hoàn cảnh đang bị giặc cộng bao vây như thế này mà cũng chạnh lòng thương mình có điều là đêm nay chỉ nghe bọn vẹm phóng loa kêu đầu hàng chứ không có pháo kích hoặc tấn công toàn bộ quân nhân các cấp nằm ngoài giao thông hào chờ quyết chiến nếu địch tấn công cũng tùy cơ chia nhau người ngủ người canh gác vì thế mà cũng đỡ mệt phần nào cũng đêm hôm đó tiểu đoàn trưởng bàn với trung sĩ nhất Đức cố tìm cách phóng lo phản tuyên truyền bằng cách kêu gọi bọn vẹn chiêu hồi trung sĩ nhất đức cho biết là trong kho còn có cặp loa do lực lượng đặc biệt mỹ để lại nhưng hệ thống phát thanh đã bị hư đức sẽ tìm cách phục chế và dùng máy cassette của riêng anh phát thanh một cuộn băng mà trong đó có bài chiêu hồi và những bài ca nói về hà nội và các bản nhạc tình cảm khác để phản tuyên truyền lại Tuy nhiên có điều là phải cho chạy máy điện mới được. Tiểu đoàn cũng có một máy phát điện loại nhỏ để có điện dùng trong hầm truyền tin, hầm thuyết trình và hầm ngủ của tiểu đoàn trưởng. Mỗi đêm từ 7 giờ 30 tối máy điện chạy cho đến 10 giờ khuya thì tắt. Từ sau khi bị địch tấn công đến giờ, máy điện không cho chạy nữa nhưng máy vẫn còn tốt vì được đặt trong hầm kiên cố. Máy điện sẽ được cho chạy lại và có thêm bao cát che chắn kín hơn, cũng như các bóng đèn được che bớt ánh sáng lọt ra ngoài. Đêm hôm sau, ngày N9, ban ngày địch tiếp tục pháo kích quấy rối ban đêm đến 9 giờ lại phóng loa kêu gọi đầu hàng. Lập tức trung sĩ nhất đức cho chạy máy điện và bài ca chiêu hồi lại vang lên, tung cánh chim tìm về tổ ấm. Sau đó là lời của Trung sĩ Nhất Đức kêu gọi các cán binh Việt Cộng hãy tìm cách chiêu hồi về với quốc gia sẽ được cơm no áo ấm chứ không bị bạc đãi vân vân. Rồi tới bài Hà Nội ơi tóc thề thả gió lê thê biết đâu ngày ấy anh về và tôi xa Hà Nội nắm lên mười tám khi vừa biết yêu và sau đó là tiếng nói của ba tên tù binh ê các đồng chí hãy về chiêu hồi đi nếu có mang theo súng sẽ được thưởng nhiều tiền bản thân ba anh em chúng tớ thuộc đại đội pháo biệt lập xuất phát từ hà tây nay về chiêu hồi và được cho ăn uống đầy đủ không bị khổ cực như ở mật khu các nữ đồng chí thân gái ở trong rừng rậm lại càng cực khổ nhiều hơn nữa các nữ đồng chí nếu về chiêu hồi sẽ được khoan hồng và không ai động đến thân xác đâu hãy về chiêu hồi đi rồi cuộn băng cassette lại mở tiếp các bài đầy tình cảm của miền Nam và không ngờ lại có cả bài kỹ vật cho em nghe rất là bi thương ai oán. Nào là, anh sẽ về trên đôi nạn gỗ, anh sẽ về bãi tướng cục chân, anh sẽ về trên chiếc băng ca, trên trực thăng sân màu tan trắng, phong sâu buồn phủ kính đời anh. Bài hát này được phát lên lại là con dao tuyên truyền hai lưỡi mà lưỡi đâm về phía ta thì lúc cán hơn là về phía địch. Bởi vì cái cảnh trực thăng mang màu tan trắng, phong sâu buồn phủ kính đời anh là chỉ có lính của ta nghe và thấm thía nhiều hơn là cán binh Việt Cộng. Nhưng dầu sao thì cũng là bài hát phản chiến cho những người đang lâm vào trận chiến mà cái chết đang rình rập từng giây phút. Phân tích kỹ hơn, ta thấy lợi điểm của bài kỹ vật cho em này đối với căn cứ biên phòng đắc Phết lại có nhiều hơn khi phát thanh nghe lòng lộng giữa đêm khuya khiến địch quân trùng tay súng chiến đấu hơn là phe ta bởi lính thượng trong căn cứ thì không biết tiếng việt còn lính kinh thì đã chấp nhận tử thủ rồi nên chẳng có ảnh hưởng là bao Trái lại, cán binh Việt Cộng bị tác động nhiều hơn bởi những câu Anh sẽ về trên đôi nạn gỗ, bảy tướng cục chân, hòm gỗ cài hoa, những thứ mà những kẻ sống trong rừng sâu như họ mới thật là hãy sợ không lường. Nếu bị thương, bị cục chân ở trong mật khu thiếu thuốc men băng bó thì quả thật là đau khổ không cùng thà bỏ xác giữa rừng còn hơn lời chiêu hồi và các bài hát của ta nhờ cặp lo phóng đi rất mạnh và rất xa một lúc thì thấy im tiếng lo cầm tay của bọn chúng và nhiều đêm sau đó lại không nghe lo kêu gọi đầu hàng của các vẹm cái và tiếng nói của trung sĩ thanh nữa có lẽ chúng thấy im hơi tốt hơn là lên tiếng thay vào đó nếu tiếng lo chiêu hồi của ta vang lên thì chúng lại pháo kích có lần một trái cối tám mươi hai ly trúng trên nắp hầm máy phát điện nhưng không có thiệt hại và từ đó ta cũng không phát loa nữa từ ngày anh n mười cho đến anh n mười ba ban ngày chúng pháo kích nhiều lần, ban đêm cũng pháo kích cầm chừng và không còn nghe chúng bò lại gần hàng rào để phóng loa kêu gọi ta đầu hàng nữa. Ta cũng không cần phải phát loa chiêu hồi lại vì nghĩ rằng bọn chúng bây giờ không thể nào nuốt trứng được căn cứ này nữa rồi, nên đã đổi chiến thuật không bám sát ta nữa. Vì vậy mà nếu có phóng thanh chiêu hồi thì chưa chắc bọn chúng nghe được chiến thuật thay đổi của chúng là dùng lưu động pháo kích để bao vây quấy rối và làm tiêu hao dần dần lực lượng của ta bằng cách đào hầm kiên cố ở những sườn đồi cách xa căn cứ gần hai cây số trở lên, rồi dùng hỏa lực súng cối 61 và 82 ly pháo vào căn cứ. Có thể nói, với những khẩu cối 61 và 82 ly, chúng pháo kích một loạt năm 10 quả ở vị trí này xong thì vác súng chạy sang vị trí khác pháo tiếp có nhiều vị trí pháo cối 61 và 82 ly di động như vậy. Nếu ta theo tiếng đề pha để phản pháo vào những nơi đó thì địch quân đã di chuyển đi nơi khác rồi. Còn các loại cối 120, 130 ly và hỏa tiễn 122 ly thì đặt ở xa hơn nhưng không pháo kích thường xuyên. Các loại đại liên hoặc đại bác 57 ly không giật thì chúng bố trí ở những nơi hiểm yếu nhằm tiêu diệt binh sĩ nếu điều động ra bên ngoài theo sự suy đoán thì tất cả sáu làng thượng mà ta gửi hạ sĩ quan đến làm cố vấn cho trưởng làng thì đều bị chúng lùa dân đi tất cả. Những người dân này lại là những dân công tốt cho bọn chúng. Thế nên trong việc bao vây lưu động bằng pháo kích này, vấn đề tải đạn từ mật khu bông hồng đến đây cũng có phần dễ dàng cho bọn chúng. Còn khi chúng pháo vào căn cứ của ta chỉ cần quả đạn lọt vào bên trong là đạt yêu cầu vì không giết được người thì cũng phá được nhà kho liều trại hầm hố và làm dao động tinh thần binh sĩ đi đến sự sợ hãi liên tục suốt ngày đêm không biết thành lệnh chúng pháo kích lúc nào mục tiêu của chúng pháo vào ta là cả một căn cứ rộng lớn còn trái lại mục tiêu mà ta phản pháo chỉ là những hầm hố nhỏ rất khó lòng trúng đích nhưng ta vẫn phải phản pháo để trấn an tinh thần binh sĩ và nếu ta phản pháo nhiều hơn chúng để lấn át tiếng nổ cũng làm chúng trùng tay pháo kích phần nào chớ chẳng phải là không. Nhất là hai khẩu 105 ly phản pháo ở đậu gần như muốn dựng đứng súng dậy, tiếng nổ lại trền vang cả núi rừng. Cộng thêm vào nửa khuya tiếng bom bỏ kiểu Sky spot thỉnh thoảng lại vang lên nghe cũng lạnh người. Gặp những lúc trời mưa, hầm hố của ta có mái che kiên cố, nhưng trái lại hầm hố giả chiến của chúng chỉ che mưa nắng sơ sài. Lợi dụng lúc này ta cứ theo mấy tọa độ phản pháo đã dùng từ trước, nay pháo kích lại chúng, làm cho chúng lo lắng hại sợ cũng là một đoàn cân não để trả thù. Với chiến thuật lưu động pháo kích bao vây này, chứng tỏ chúng đang chờ viện quân để tái tấn công cho nên bên trong căn cứ ta cũng cố gắng tu bổ hầm hố cấp phát mỗi binh sĩ bảy ngày lương khô và thêm nhiều cấp số đạn dược nữa nếu chúng tấn công phen này tức là một trận sóng máy với nhau mật lệnh riêng cho quân nhân người kinh trong trại là nếu địch tràn ngập hết căn cứ thì cố chạy về hướng đông rồi sau đó sẽ tìm về quảng ngãi phần bộ chỉ huy tiểu đoàn cũng không dám điều quân ra bên ngoài để tìm tiêu diệt những ẩu súng pháo kích của chúng với nhiều lý do lính thượng trong trại không giỏi về chiến thuật tấn công mà giỏi về phòng thủ nếu đem quân đi tìm mà tiêu diệt chúng thì nhận lấy bất lợi nhiều hơn ta chỉ có pháo binh một trăm lẻ năm ly cơ hổ yểm trợ mà thôi chứ không có không quân yểm trợ nhất là phi cơ tản thương tình thế này mà tra quân tất không có thấy thượng phong vì địch nấp ở trong rừng bụi còn ta lầu lộ bên ngoài dựa vào hầm hố kiên cố và đạn dược đầy đủ với quyết tâm tự thủ sẽ đỡ bị tiêu hao lực lượng của mình hơn vẫn còn nhiều hy vọng giúp đỡ giải tỏa áp lực địch của thượng cấp ở Pleiku cố bảo toàn lực lượng tối đa là thuận sách.